Muốn chia sẻ vấn đề gì nào? Hello các bạn. Rồi các bạn vào đây cái phòng này hết rồi, tí nữa chúng ta sẽ có thêm một giảng viên. Có thêm một giảng viên và chúng ta sẽ chia cái nội dung giảng dạy để làm sao mà hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất. Không biết là các bạn có nghe rõ thầy nói không? Alo, các bạn có nghe được thầy nói không? Có thầy ơi. Tốt, cảm ơn em. Xóm em tất niên, xóm thầy cũng cũng vui vẻ hát hò quá trời. Thầy cũng tất niên hả thầy? Còn thầy chưa? Thầy đang đang tất niên với sinh viên của thầy nè. Thầy đang trao đổi với sinh viên của thầy trước rồi tất niên để tính sau, đúng không? Mai mốt mà các bạn cuối tuần có điểm rồi đầy đủ vui vẻ hết là tất niên của thầy rồi. Ây da, các bạn có điểm 9, điểm 10, điểm 8 là tất niên ngon của thầy rồi. Hiếm lắm thầy trò mình có duyên gặp gặp nhau và học cùng với nhau vào dịp cuối năm thế này. Em À nghĩ là mình cũng đang có một party thật sự thầy ạ. à vậy hả? Ok, nếu nếu muốn thì tìm cách đúng không, nếu không muốn thì tìm lý do thôi. Không biết là cô Hà đã vào chưa để thầy sẽ tối hôm nay chúng ta sẽ có một giảng viên nữa là cô Hà, để thầy vào cái phòng bên kia thử xem là có cô Hà. Hôm bữa là cô dạy hay mà em tưởng là cô đang vào dự giờ để em ngồi dưới em kéo, em không dám nói gì cả. À, cái cô mà dạy thay là hôm trước là cô Quyên, còn hôm nay thì chúng ta sẽ có một cô khác nữa. Chúng ta sẽ có một cô khác ở đây rồi. Ok, để thầy vào cái phòng bên này coi nào. Có bạn nào là đang là sinh viên của cô Hà không? Bạn nào sinh viên của cô Hà cho thầy chữ H nào. Bạn nào sinh viên của thầy Bình cho thầy chữ B. Thầy đang vào hai cái phòng mít, không biết nó có đụng hôm nay. Rồi hôm nay là buổi đầu tiên cho nên là các bạn đợi tí xíu ha, chúng ta sẽ setup mọi thứ ổn thì chúng ta sẽ bắt đầu.
Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Vẫn có rất là nhiều bạn của lớp cô Hà. Rất là hoan nghênh các bạn ha. Thầy đang chuẩn bị. Có bạn nào là đang ở bên. Không biết là cô Hà đang có online phòng bên kia không? Để thầy mời cô Hà vào chung phòng bên này luôn. Hello thầy Bình, hello các bạn. Dạ chào cô Hà. Chắc mời cô Hà ghé qua phòng bên kia một cái luôn. Rồi ok, mình phải vào từ điện thoại thì mới có thể trao đổi được bằng âm thanh, tại vì trên cùng một cái máy nó không có cho dùng hai cái phòng. Rồi ok, chắc mời các bạn bên phòng của cô Hà, mình sẽ chọn bên cái phòng của thầy để mình trao đổi luôn buổi đầu chúng ta làm việc, rồi buổi rồi tí nữa chúng ta sẽ vào phòng riêng ha. Rồi, thầy có gửi trên cái Google Meet, Google Meet mà thầy đang online bên phòng của thầy, một cái đường link để điểm danh. Thì tí nữa cô Hà thì có thể chuyển cái đường link này. Dạ rồi, ok cô Hà. Ở bên phòng bên này có khoảng 4-5 bạn gì đang còn online bên chỗ phòng cô Hà nè. Thì nếu như mà các bạn vẫn đang nghe thầy nói thì thầy vẫn có thể nói các bạn nghe, nhưng mà thầy sẽ không chia sẻ được cái nội dung thầy muốn nói về cái phần mà chúng ta sẽ học. Thì các bạn online ở bên kia tí xíu đi, rồi tí nữa mình sẽ quay lại thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ thuận tiện hơn, tại vì buổi hôm nay của chúng ta là buổi đầu tiên.
Thì là bên này bắt mình bắt linh trước hả thầy? À, thì cô cứ để đi, cô để đi, tí nữa sinh viên quay lại. Vâng. Dạ, tại vì các em cũng zone hai phòng thì zone không được, cho nên là các bạn sẽ qua bên kia trao đổi tí xíu rồi tí các bạn zone lại, chứ mình vẫn mở để cô có thể là nghe được cái thông tin, hoặc là cô nếu mà cô không 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 zone được thì cũng có thể dùng điện thoại, tại Vâng. vì nó cũng hơi bất tiện tí xíu buổi đầu tiên chúng ta làm việc, cho nên là nó Mình có cũng thể hơi mở bất hai cái trình tiện. duyệt. Dạ, mình có thể mở hai cái trình duyệt cùng lúc đó thầy. Được, nhưng mà nó bị hai trình duyệt sẽ không dùng được mic, một trình thôi, nó chỉ dùng được một trình, còn trình kia thì nó bảo là đã có một ứng dụng khác sử dụng mic, cho nên là mình không có sử dụng được. Chứ hồi nãy thầy cũng bật được hai trình rồi, nhưng mà có một cái là nó sẽ không không sử dụng được micro. Rồi, ok, chắc mình sẽ trao đổi, thì các bạn ở bên phòng của cô Hà cũng nghe được luôn, thì mình sẽ chuyển cái slide này cho cô Hà để cho cô Hà trình chiếu lên bên phòng của bên cô luôn, để cho sinh viên nếu mà bạn nào đang còn ở ở bên phòng đó thì có thể nắm được vấn đề luôn, mình khỏi cần phải chuyển tới chuyển lui cũng được. Đợi tí xíu thầy sẽ chọn cái file. Hôm nay cuối tuần các bạn không có đi chơi với người yêu mà dành thời gian cho thầy cô. Rất là cảm ơn các bạn ha. Giờ gian cho thầy cô, dành thời gian cho bản thân mình. Rồi, mình có gửi cho cô Hà một cái file PowerPoint đó cô Hà. À vâng, nhận được rồi đây mình nha. Dạ vâng. Rồi, các bạn đã thấy được cái file, cái màn hình trình chiếu của thầy rồi đúng không ạ? Rồi, như vậy thì trong cái đợt này nó sẽ có một vấn đề nó khác với lại cái môn học trước. Ví dụ như cái môn học trước của mình là nhập môn lập trình, thì bên bộ môn có tổ chức các cái lớp online, offline thì chúng ta gọi là tutor, nhưng mà đối với lại đợt này của bộ môn, đối với lại môn Java 1 của mình cũng giống như là môn cơ sở dữ liệu hoặc là các môn khác, bộ môn không gọi là tutor nữa mà chúng ta gọi là hỗ trợ sinh viên để chuẩn bị cho một cái thời điểm nó giao giữa cái quá trình học của mình trước khi mà chúng ta nghỉ Tết. Như vậy thì cái ngày cuối cùng mà chúng ta học là buổi thứ 15, buổi thứ 15 của các môn học
và chúng ta còn buổi thứ 16 và còn buổi thứ 17 thôi. Như vậy nếu mà theo thông lệ thì chúng ta sẽ, nếu như mà không có Tết ha, nếu mà không có Tết thì buổi thứ 15, buổi thứ 16 chúng ta cũng hoàn thành cái bài tập lab và giai đoạn 2. Để buổi thứ 17 là chúng ta ôn tập và tổng kết để bảo vệ assignment thôi. Đấy, đó là theo tiến độ bình thường thì cũng như vậy. Nhưng mà tại giai đoạn này là chuẩn bị Tết cho nên là các bạn có thể bận bịu, các bạn lo việc gia đình, các bạn không có tập trung việc học nhiều. Và kiến thức của các môn đều tập trung và dồn, cố gắng làm sao mình kết thúc ở trước buổi 15. À, trước buổi 16, tức là buổi 15 là mình phải hoàn thành. Để làm gì? Để khi mà các bạn về ăn Tết á, thì tâm lý của các bạn thoải mái, ăn Tết vui vẻ. Bài vở mình cũng đã nộp rồi, điểm của mình cũng đã có rồi, thì lúc đó các bạn ăn Tết nó sẽ thoải mái hơn. Thì đó là cái ý nghĩa mà bên bộ môn hỗ trợ để cho các bạn hoàn thành cái môn học một cách tốt nhất. Và chỉ tiêu của chúng ta là 100% sinh viên hoàn thành các bài lab và các bài giai đoạn 2 trước Tết. À, đối với lại cái chỉ tiêu này thì cũng mong muốn là các bạn sẽ hoàn thành trên chính cái năng lực của mình chứ không phải là bằng mọi giá. Đó, cho nên là bộ môn có tổ chức các cái buổi hỗ trợ. À, không chỉ có thầy Bình, cô Hà đâu, mà sau buổi này thì thầy sẽ công bố lên cho các bạn một cái danh sách tất cả các buổi hỗ trợ của tất cả các giảng viên. Các bạn có thể vào bất kỳ cái phòng nào của giảng viên nào để các bạn học thêm cái kiến thức, được chưa nào? Nếu như mà các bạn thấy cái nội dung trình bày của thầy mà các bạn hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của bộ môn thì các bạn cho thầy số 1 trong phòng chat của cả thầy Bình và cô Hà, hai bên phòng chat luôn, các bạn cho thầy số 1. Nếu các bạn thấu hiểu được tấm lòng của thầy cô dành cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Và cái tiếp theo là khi mà chúng ta vào học á, thì bên bộ môn cũng mong muốn rằng là muốn ghi nhận lại là trong cái quá trình mà hỗ trợ của sinh viên, của giảng viên á, thì có những bạn nào vào học, có những bạn nào vào học thì thầy có gửi cho các bạn một cái form điểm danh. Và cái form điểm danh này là thông tin cá nhân, bạn bè mình không biết. Tại vì sao mà thầy nói đến cái chuyện này? Tại vì tí nữa chúng ta sẽ có hai phòng học, hai phòng học. Một phòng chúng ta gọi là kiến thức cơ bản, một phòng là kiến thức nó hơi cao hơn tí xíu. Như vậy nếu mà thầy phân ra hai phòng như vậy á thì các bạn có thể cảm giác rằng tự ái, à mình tại sao học phòng cơ bản mà mình không học phần nâng cao? Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng tâm lý, được chưa? Cho nên là tí nữa thầy không có bắt buộc các bạn phải học phòng nào, và thầy chiếu lên một cái nội dung các bạn thấy là mình cần hỗ trợ ở nội dung nào thì mình sẽ tham gia ở cái phòng đó, được chưa nào? Tham gia ở cái phòng đó. Và khi các bạn tham gia ở bất kỳ phòng nào, nếu như các bạn thấy phòng đó mình ổn rồi, ví dụ như mà học ở cái phòng mà cơ bản mình thấy ổn thì mình tự động mình chuyển sang cái phòng còn lại và mình học phòng bên kia, mình thấy có vẻ như kiến thức của mình cần phải ôn tập cái cơ bản hơn thì các bạn sẽ quay trở lại phòng số 1. Đấy, như vậy thì các bạn có hai đường link, link của thầy và link của cô Hà, thì các bạn có thể chuyển qua chuyển lại, được chưa nào? Như vậy đối với lại sinh viên lớp của thầy thì thầy cũng chuyển cho các bạn cái đường link của cái phòng mà cô Hà đang phụ trách, để tí nữa nếu cần thì các bạn sẽ chuyển sang cái phòng này.
ZBF, hình như cái phòng của cô Hà là ZBF cuối cùng, đúng rồi. Đấy, như vậy thì đối với lớp của thầy thì cái phòng đó là phòng của cô Hà, tí nữa các bạn có thể là chuyển qua. Rồi, nội dung phòng học của chúng ta thì nó sẽ có hai phòng. Phòng 1 sẽ trao đổi với các bạn những kiến thức cơ bản, ví dụ như là nhập xuất kiểu dữ liệu for, while, do while, if long, if ck, array list cơ bản, và sẽ hỗ trợ các bạn assignment yêu cầu 1, 2, 3. Được chưa nào? Như vậy chúng ta có 2 buổi để hoàn thành cái nội dung này. Nếu như chúng ta hoàn thành nhanh những cái mục phía trên thì chúng ta đi sớm các mục phía dưới. Còn nếu như mà ở mục phía trên mà chúng ta đi chậm thì chúng ta sẽ từ từ làm sao mà đảm bảo được kiến thức cho các bạn hiểu vấn đề. Đó là phòng 1. Phòng 2 thì chúng ta sẽ nói sâu về class, đặc tả truy xuất, kế thừa, trừu tượng. Nói chung là chúng ta sẽ đi bắt đầu từ cái phần slide 4. À, mình sẽ nói rõ về cái phần slide 4, mình định nghĩa lát như thế nào, rồi viết các phương thức ra làm sao, rồi các phương thức đó tại sao mà mình sử dụng cái đặc tả truy xuất là public hay private. À, phần lý thuyết này thì chắc mình có thể là bỏ qua, mình không có nói sâu về lý thuyết ở đây nữa, mà mình sử dụng các bài lab và cái bài assignment để chúng ta demo và chúng ta hiểu rõ lại về phần class. Được chưa nào? Phần class. Rồi đến phần đặc tả truy xuất, cũng như là chúng ta sẽ đi sâu hơn về phần kế thừa, trừu tượng. Và chúng ta sẽ sử dụng cũng là array list. Nhưng mà array list ở phòng 1 sẽ nói về các kiểu dữ liệu cơ bản, ví dụ như là kiểu in, kiểu chuỗi. Array list ở phòng 2 chúng ta sẽ nói về một cái array list kiểu dữ liệu là một class, ví dụ như là sinh viên hay là sản phẩm. Và đối với lại cái assignment của phòng 2 thì chúng ta sẽ đi từ các cái yêu cầu 4, 5, 6 trở lên. Nếu như phòng 1 mà chúng ta hoàn thành sớm thì chúng ta cũng có thể đi các cái yêu cầu cao hơn 1, 2, 3. Đó là nội dung của hai phòng. Các bạn có hiểu được cái tinh thần học tập của đợt này triển khai và nội dung của hai phòng học của chúng ta, và chúng ta xác định được là chúng ta ở lại phòng 1 là thầy phụ trách, hay là chuyển sang phòng 2 cô Hà phụ trách, thì tùy các bạn xác định ha. Nếu khi mà mình xác định xong rồi và mình học một đoạn, mình cảm thấy mình ổn chỗ này rồi, thôi mình chuyển phòng 2. Và khi các bạn phòng 2 các bạn cảm giác có lẽ như mình nên ôn lại kiến thức cơ bản tí thì mình chuyển lại phòng 1. Và các bạn có hai cái link thì các bạn sẽ tự do chuyển qua chuyển lại. Và các bạn ở đâu cũng được. Khi các bạn ở bất kỳ phòng nào thì thầy cô cũng hỗ trợ các bạn hết. Và các bạn sẽ điểm danh vào cái form là được ha. Và khi các bạn vào thì thầy cô sẽ không đề cập đến cái nick của các bạn. Cho nên là các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái nickname nào để các bạn vào, miễn là các bạn có được kiến thức tốt nhất thôi. Rồi các bạn nào có trao đổi gì thêm không? Có muốn trao đổi gì thêm không? Cả hai phòng luôn. Không biết là thầy có record lại hai có. Phòng có thể để ra cho các bạn xem lại được không? À có, phòng của thầy thì thầy record rồi. Thì phòng của cô Hà chắc cũng nhờ cô Hà record lại nha cô. Dạ vâng. Rồi như vậy thì thầy cô sẽ record lại hai cái phòng. Và sau buổi học thì sẽ up lên và chuyển cái đường link của hai cái buổi học cho các bạn. Rồi nếu mà được thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách các bạn sẽ cập nhật cho thầy số 2 và thầy cô sẽ bắt đầu.
và các bạn sẽ lựa chọn phòng nào cũng được. Và các bạn sẽ điểm danh trên cái form mà thầy gửi nha. Thầy sẽ gửi cái form điểm danh cho các bạn ở trên cái phần phòng chat đó. Ok. Rồi. À, bên cái phòng của cô Hà chắc nhờ cô Hà gửi lại cái form điểm danh. Dạ vâng. Dạ, phòng bên Bình thì thầy sẽ gửi gửi lại bên cái khung chat lại một lần nữa. Giờ các bạn đã thấy được cái nội dung của cái phần chat chưa? Rồi ok, vậy thì mình bắt đầu nhé. Rồi thầy tạm biệt cái phòng của cô Hà đây. Nếu mà cần thì các bạn sẽ qua phòng của thầy trao đổi thêm. Nếu muốn nhắn nhủ gì, còn không thì các bạn cứ nhắn nhủ trên cái Google Form. Vâng, rồi chào thầy Bình. Dạ rồi, chào cô, chào các bạn. Rồi ok, chào các bạn, phòng của thầy. Như vậy cái nội dung mà thầy đang gửi cho các bạn trên cái phòng số 1 á, nhập xuất dữ liệu, kiểu dữ liệu for while, các bạn sẽ nhắn lên giúp thầy là trong các nội dung này, trong các nội dung này các bạn cần thầy hỗ trợ cái nào, nội dung nào mà các bạn cảm giác là mình chưa ổn lắm. Chứ nhiều khi thầy đưa ra nhưng mà các bạn thấy ổn rồi, các bạn không cần phải hỗ trợ nữa. Đây nội dung của chúng ta nè, nhập xuất này là kiểu dữ liệu đơn nhé, chứ chưa nói đến cái class nha. Class là bên phòng của cô Hà sẽ hỗ trợ. Rồi các bạn cần hỗ trợ gì các bạn nhắn lên giúp thầy trước đi, cứ mạnh dạn đi các bạn, không có gì phải ngại cả, bởi vì chúng ta tất cả là vì kiến thức của chúng ta thôi. Mỗi người có một cái bắt đầu ở Relit. Nếu mà ở Relit từ cái cơ bản thì bên phòng thầy, còn ở Relit mà liên quan đến class thì qua phòng của Hà. Liên điểm danh đây. Ok, Relic cơ bản ha. Như vậy trong phần này chúng ta sẽ đi luôn cả phần nhập xuất cơ bản. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái bài lab đi. Chúng ta dựa trên cái bài lab để chúng ta làm thì nó sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn. Lớp đối tượng, mảng lệnh lập. Ok, chúng ta sẽ lấy lớp 5. Chúng ta sẽ lấy lớp 5 và chúng ta giải quyết những cái bài số 1, số 2 của lớp 5. Thì nó sẽ nói lên được cái phần cơ bản của chúng ta. Đối với lại lớp 5, bài đầu tiên chúng ta có danh sách số lượng tùy ý. Như vậy chỗ này chúng ta đã ôn đến vòng while luôn rồi nè. Sau đó xuất danh sách và tổng của nó. Và ở đây số thực, chúng ta xác định là số thực. Cho nên chúng ta khai báo kiểu dữ liệu là double. Đấy. Như vậy hai cái này liên quan với nhau. Số thực double. Và chúng ta có danh sách. Danh sách thì chúng ta sẽ sử dụng array list. Cái chữ danh sách
nó sẽ liên quan đến chữ lick. Nhưng mà đối với kiểu lick thì nó không hay, cho nên người ta viết thêm một cái Arrayless. Như vậy mình đang xác định. Nếu như ở đây có hướng dẫn thì người ta cho mình Arrayless Double. Nhưng mà giả sử không có hướng dẫn thì chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta xác định được là bài toán chúng ta làm như thế nào. Và chỗ này chúng ta có số lượng tùy ý thì chúng ta sẽ nghĩ đến một cái vòng lặp. Vòng lặp số lượng tùy ý thì chúng ta sẽ xử lý đến vòng lặp while hoặc do while. Đấy, while hoặc do while để chúng ta sử dụng lặp tùy ý. Thì trong này người ta đang sử dụng cho chúng ta là một vòng lặp, và muốn thoát thì người ta so sánh và người ta dùng break để người ta thoát. Break để thoát. Và vòng lặp đây là vòng lặp while true. Đây là một cách. Đây là một cách để chúng ta lặp. Vẫn có nhiều cách khác để lặp. Ha, while true và dùng break để thoát. Vậy thì thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách khác mà chúng ta không dùng while true mà chúng ta dùng do while. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ bắt đầu code nha. Mình phân tích bài toán xong, chúng ta sẽ bắt đầu code. Như vậy thầy sẽ tạo ra một cái dự án và thầy sẽ đặt tên là lớp 5. Lớp 5 new đi ha. Trước đấy thầy đã có một cái lớp 5 thì bây giờ thầy để lớp 5 new. Và cái cách mà chúng ta viết hàm đơn giản nhất thì các bạn sẽ gọi ở đây giúp cho thầy bài 1. Bài 1 mở đóng ngoặc chấm phẩy. Nếu như các bạn nào chưa rành cách khai báo hàm thì các bạn viết vậy cho thầy. Để làm gì? Để chỗ này nó sẽ báo lỗi và nó bảo mình hãy tạo một phương thức bài 1 trong lớp 5. Ok. Như vậy thì mình đã nhìn thấy được cái cách tạo một cái hàm private static void bài 1. Và chúng ta sẽ viết code tại đây. Chúng ta sẽ viết code tại đây. Đây là chúng ta viết code cho bài 1 ở nội dung này. Được không nào? Như vậy bạn đã có được lab 5. Bạn đã có nội dung. Lab 5, sorry. Đợi tí xíu. Lab 5 new. Đây, chúng ta đã có lab 5. Đối với phần này chúng ta chưa viết lab thêm nhé. Chúng ta chỉ viết vậy thôi. Và trong bài này chúng ta đang sử dụng Arrayless kiểu double. Arrayless kiểu double. Và nếu như muốn thì các bạn sẽ import cái Arrayless là java.intel.arrayless ở trên này. Bạn sẽ gõ import ở đây. Import java. Còn không, bạn có thể không cần import mà chỗ này bạn nhấn control space thì ở phía trên này nó đã tự động nó import cho chúng ta. Được chưa nào? Arrayless. Và kiểu dữ liệu của mình chúng ta xác định kiểu double. Kiểu double để tạo ra một cái danh sách này, danh sách số nguyên. Kiểu này chúng ta có kiểu double. Và chúng ta có danh sách số nguyên bằng new Arrayless double chấm phẩy. Chúng ta khai báo chỗ này double. Và chúng ta bắt đầu
nhập. Chúng ta bắt đầu nhập. Và chỗ này người ta nói là nhập cho đến khi nào nhấn không thì kết thúc. Đây là vòng lặp ở trong sách hướng dẫn, trong slide hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp khác cái này tí xíu. Được chưa nào? Và tất nhiên bạn cũng phải dùng double để bạn lấy dữ liệu vào. Bạn cũng phải hỏi là có tiếp tục không để mình nhận được câu trả lời. Không? Như vậy thì chỗ này chúng ta phải khai báo thêm một cái lệnh là scan. Scanner. S bằng new scanner com.in. Và mình sẽ có một cái vòng lặp, lặp cho đến khi nào nhấn không thì kết thúc. Yes, no hoặc có không. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ do mở ngoặc, và chỗ này chúng ta sẽ while. While cho đến khi nào thì kết thúc. Nếu như chúng ta nhập chữ có thì quay lại. Được chưa nào? Thì chỗ này chúng ta sẽ dùng scan chấm net line chấm so sánh với equal. Với chỗ này chúng ta so sánh với chữ có. Nếu nhập vô chữ có thì quay lại. Chữ C thì quay lại. Chú ý chỗ này nhé. Tí nữa chúng ta có thể đổi một tí xíu. Nếu chúng ta thấy nó bất tiện thì chúng ta sẽ đổi. Nhưng trên lý thuyết của chúng ta, khi nào bạn nhập có thì quay lại, thì mình cứ làm như vậy đi. Có thì quay lại. Được chưa nào? Như vậy để mà người ta hiểu là nhập cái gì thì trước đó bạn nên add out bạn có muốn tiếp tục không, và chúng ta sẽ trả lời có không. Đấy, bạn có muốn tiếp tục không, và chúng ta sẽ trả lời có hoặc không. Nếu như chúng ta trả lời trong cái netline này là có thì nó quay lại, còn nếu không thì thôi. Và trong cái vòng lặp for này chúng ta làm gì? Chúng ta nhập một số nguyên và chúng ta add vào cái danh sách số nguyên. Bên này người ta cho các bạn cái biến đó kiểu là list. Còn bên này thầy khai báo là danh sách số nguyên. Giống nhau nhé. Hai bên giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập. Bạn sẽ đưa ra câu thông báo. Nhập vào số nguyên cách ra, và chúng ta dùng print không có line để cho nó khỏi xuống dòng. Chúng ta có thể khai báo riêng một cái biến để chúng ta lấy số nguyên, hoặc là chúng ta sẽ add trực tiếp vào đây. Ở đây người ta yêu cầu nhập một số thực, thì chỗ này chúng ta để là nhập vào một số thôi. Nhập vào một số. Chỗ này là danh sách số. Số thực. Số hoặc là số thực. Danh sách số thực. Tại vì mình đang dùng double mà. Nhập vào một số. Thì chúng ta có thể khai báo một số là x sẽ bằng scan chấm net double, bởi vì mình có nhu cầu nhập một số thực. Và nhiệm vụ của chúng ta đưa danh sách này vào, thì chúng ta có danh sách số thực chấm add đưa dữ liệu vào. Và các bạn đã có danh sách các số thực, và chúng ta nhập cho đến khi nào những không phải là có, tức là chúng ta nhấn chữ K hoặc là chữ gì đó thì nó sẽ thoát. Và chúng ta nhấn xuất luôn để chúng ta dễ nhìn.
Vậy khi các bạn xuất ở đây của chúng ta chỉ là số thực thôi, thì các bạn sẽ dùng for each. Trong đề người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng for each để duyệt và xuất các phần tử ra màn hình. Chỗ này chúng ta dùng for each, tức là cái kiểu dữ liệu của chúng ta là double. Thì chúng ta dùng một cái biến double D nào đó duyệt trong danh sách số thực. Nhiệm vụ của chúng ta là xuất cái số này ra, xuất cái số thực này ra. Vậy thì chúng ta để xuất cho nó gọn, nó nằm trong cái khoảng của mình, thì các bạn nên print F ha, print F. Các bạn sẽ phần trăm, giả sử như là 5 5F, và chúng ta đưa cái D này vào để chúng ta xuất. Như vậy chúng ta đã có danh sách các cái số vừa nhập. Danh sách các số vừa nhập. Và mình chạy thử cái bài này. Các bạn đã hiểu cốt chưa? Nếu chưa, các bạn có thể hỏi, thầy sẽ giảng lại từng dòng một. Nếu hiểu rồi, chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, bạn nào có cần hỏi gì không? Nếu hiểu, các bạn cho thầy số 3 để mình đi tiếp. Còn nếu mà bạn nào muốn hỏi thì các bạn cứ mình dạng hỏi. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi, mình sẽ đi tiếp. Mình sẽ chạy thử ha. Đối với code của mình, trong hàm main, mình đang chạy bài 1. Nhập vào số. Ví dụ như mình nhập số 5. Enter. Đây, vấn đề của chúng ta. Bạn có tiếp tục không? Và nó không chờ mình nhập. Ê, nó đang bị gì ta? Nó đang bị gì? Chỗ này, nhập số 5 cái xuống đây, nó không chờ mình nhập gì hết, nó trôi luôn. Bị gì nhỉ? Bị gì? Trong trường hợp này, chúng ta gọi là trôi lệnh. Được chưa nào? Và xử lý trôi lệnh chỗ này, thì chúng ta đơn giản, chúng ta trước khi mà chờ nó netline, thì chúng ta netline trước đó một cái và không làm gì cả. Rồi, đây là một cách. Đây là một cách nha. Mình thử lại. Cách này thì không hay. Mình thử lại. Nhập vào số 5. Họ tiếp tục không? Có. Nhập vào số 8.6. Tiếp tục không? Có. Nhập vào số 9. Có. Nhập vào số 3. Có viết hoa. Cũng quay lại. Nhập vào số 7. K là không. Và nó sẽ in ra cho chúng ta ở đây. Nhìn không có đẹp tí nào. Nhìn không đẹp ha. Mà nó là số thực mà. Cho nên chỗ này khi in ra, các bạn chú ý sẽ chấm 2 chẳng hạn. À, chấm 2 chẳng hạn. Thì số của chúng ta in ra nó sẽ đẹp hơn. Chạy lại. Và mình sẽ nhập nhanh. 6. Có. 3. Có. 9. Có. 2. Có. Không. Enter. Và nó xuất ra đây. 6, 3, 9, 2. Mình đã hoàn thành xong bài lắp 5, bài 1. Và chúng ta nhìn lại code.
chúng ta có thể thay đổi những gì. Chỗ này chúng ta cần một con số là double, chúng ta net double, chúng ta thêm số đó vào, nhưng nó vẫn còn dư cái dấu enter, cho nên là mình phải xử lý trôi lên chỗ này bằng cách net line, là mình nhận cái dấu enter bị trôi, nhận dấu enter bị trôi, gọi là trôi lên. Đây là một phương pháp. Chúng ta có rất nhiều phương pháp khác để chúng ta khử chỗ này. Các bạn có muốn biết thêm một phương pháp mới không? Muốn biết không nè? Trước tiên là chỗ này ổn cái đã ha. Trước tiên là chỗ này ổn à, thầy sẽ chuyển cái code cho các bạn nhé. Các bạn sẽ có thể sử dụng cái code để mình chạy thử. Đó, sử dụng code bài 1 public. Và các bạn nên, ở đây là bài cơ bản cho nên thầy chuyển code cho các bạn thôi. Còn với những bài khó thì các bạn nên gõ lại giúp thầy từng dòng một ha. Từng dòng một để các bạn chạy cho nó hay. Bây giờ các bạn có muốn là thầy hỗ trợ các bạn một cái kiểu xử lý trôi lệnh khác không? Nếu muốn thì các bạn cho thầy chữ yes, y. Còn nếu không cho thầy chữ n. Mình sẽ dừng lại kiến thức tại đây, không làm rối thêm ha. Nếu không thì cho chữ n. Nếu đồng ý cho chữ yes, để thầy sẽ hỗ trợ một cách khác. Nếu bạn nào muốn thì các bạn cho thầy chữ Z để thầy hỗ trợ cách khác. Còn không thì chúng ta dừng lại chỗ này. Ok. Đã có bạn chữ Z. Ok, tốt. Tốc độ dạy như vậy có nhanh quá không các bạn? Nhanh hay chậm? Tốc độ thầy truyền đạt như vậy các bạn có thấy nhanh hay chậm? Hơi nhanh đúng không? Ok, nếu hơi nhanh thì thầy sẽ nói lại một lần nữa. Rồi, thầy sẽ nói cái phần hỗ trợ trôi lệnh đi, rồi mình sẽ nói lại một lần nữa ha. Như vậy, giả sử chúng ta sẽ xử lý cái lệnh trôi lệnh ở đây. Đó, trôi lệnh. Chúng ta sẽ chạy thử lại một lần nữa nè. Nhập vào số 5, có. Nhập vào số 6, có. Nhập vào số 8, không. Như vậy mình đã có 5, 6, 8. Rồi, ok. Như vậy việc xử lý trôi lệnh của mình ở đây là gì? Mình nhập vào một số bằng net double. Nó chuyển cái số này vào rồi. Ví dụ như là các bạn nhập số 5. Nhập vào số 5. Nhưng thực chất cái số 5 mà bạn nhận từ bàn phím không chỉ đơn giản là 5, mà là 5 enter. Nó còn một cái dấu. Cho nên cái double của mình đó, nó chỉ nhận cái này thôi nè. Nó nhận cái giá trị 5 này, nó đưa vào ít. Còn lại cái giá trị này nó trôi ở bên ngoài. Đó, nó trôi ở bên ngoài. Thì khi mà mình sử dụng cái lệnh là gì?
bạn có tiếp tục không? Next line là nó nhận cái giá trị này, nó nhận cái giá trị này, cho nên mình kia chưa kịp nhập gì hết là nó đã trôi mất tiêu rồi. Thì mình sửa lại chỗ này tí xíu, thay vì mình dùng hai cái lệnh này ha, thì tạm thời mình không dùng cái này, mình sẽ có double x bằng double ha, double chấm bạc double à, kiểu này là mới nha. Scan chấm net line, và lúc này cái x của mình nó sẽ được nhận scan net line, scan net line là cả nguyên cái cụm này, đây là scan net line, và cái lần double bạc double nó chuyển cả cái cụm này nè, 5 cộng với enter thành con số 5.0 và nó triệt tiêu luôn cái dấu enter này, trong bộ nhớ nhập không còn enter nữa. Đó là một cái cách mà chúng ta xử lý trôi lệnh hay toàn diện. Chỗ này chúng ta dùng hai lệnh, chỗ này chúng ta dùng một lệnh, chạy thử. Nhập vào số 5, enter, có. Nhập vào số 2, enter, có. Nhập vào số 8, enter, không. Danh sách vừa nhập, 5, 2, 8, 0. Ổn không? Ổn không? Ổn không? Cho thầy tim hoặc là bắn pháo coi, để thầy biết, hoặc là vỗ tay coi, còn không được thì khóc nè. Ok, mỗi lần mà các bạn thể hiện tình cảm giúp ha. Ok, Trung khóc sao nào? Ồ, nhiều bạn khóc quá. Lý do mình khóc nhanh quá hả? Rồi, thầy quay lại một lần nữa nha. Quay lại một lần nữa để các bạn hiểu thấu đáo cái việc mình dùng array list và mình dùng vòng lặp while, do while. Ok nha. Rồi, quay lại. Cái bài 1 này không có, xóa đi. Chúng ta tạo một cái refresh giống như vậy, được không? Lab 5 new, được không nào? À, lưu lại, không có gì hết. Chúng ta sẽ tạo bài 1, mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy, chỗ này nó báo lỗi, chúng ta click vào đây, nó create method bài 1. Kịp chỗ này không? Bỏ cái dòng này đi và chúng ta sẽ viết cái code của mình bài 1 tại đây. Chậm nha, lần này chậm. Không giải thích nhiều, chỉ có code thôi. Hồi nãy là giải thích lý do tại sao dùng vòng lặp rồi thế này thế kia. Bây giờ mình không có giải thích gì hết, mình chỉ code lại thôi. Và tại chỗ này chúng ta sẽ cần một cái mảng để chứa số thực. Thầy khai báo array list, nhấn control space để cho nó import array list vào, và theo đề
thì chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu ở đây. Double là list, làm theo theo bài luôn, bằng new array list double. Kịp không ta? Đây là danh sách số thực mình sẽ chứa ở đây. Kịp không nào? Kịp ha. Bây giờ mình sẽ khai báo, bởi vì mình muốn nhập mà, thì mình sẽ là scan. S C bằng new scan. System.in. Những lệnh này là những lệnh cơ bản, các bạn cố gắng nhớ để khi mình muốn nhập thì mình sử dụng đến scanner, vậy thôi. Và nhu cầu của mình là một cái danh sách chứa các số thực thì mình khai báo đây là list, và kiểu dữ liệu mình khai báo là array list. Nhiệm vụ của mình là lập cho đến khi nào kết thúc, nhắn chữ không thì dừng. Vậy chỗ này mình sử dụng do while. Do while, cấu trúc của do while: khi nào đúng thì dừng. Vậy chỗ này các bạn có thể là dùng s out, hỏi là bạn có muốn tiếp tục không? Có không? Hỏi. Cái này chẳng qua là mình hỏi người ta thôi, chứ chữ có không này không có ý nghĩa gì trong cái câu lệnh này nhiều, chỉ là hỏi thôi. Nếu như bạn muốn rõ ràng thì chỗ này bạn sẽ là string trả lời bằng scan chấm net line. Và xuống đây chúng ta sẽ kiểm tra trả lời so sánh với trả lời. Trả lời mình phải khai báo ở ngoài, ở trong nó không hiểu. String trả lời chấm phẩy. Rồi, ok, trả lời chấm so sánh với. Nếu như khi nào trả lời là bằng không thì thoát, à bằng có thì quay lại. Ok. Nếu trả lời bằng có thì quay lại. Như vậy mình đang viết xong dòng for. Đó, cấu trúc của dòng for là như vậy, các bạn nhìn lại giúp thầy một cái. Lập trong khi trả lời so sánh với có thì vòng lặp này sẽ quay lại. Đó là do while. Nếu có thì quay lại, không phải có thì thoát. Rồi, đến đây cho thầy lại biểu cảm nè. Nếu kịp thì biểu cảm tốt, còn không kịp thì cứ khóc tiếp. Khóc hai dòng lệ rơi luôn để thầy biết đường. Kịp đến vòng lặp quay đó không? Đu quay. Giờ phần này là không có nhanh nữa đúng không? Đi đâu hết rồi? Hello. Những bạn nãy khóc rồi, bây giờ hết khóc chưa? Ok Minh Anh, cảm ơn em, hết khóc rồi. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào một con số, và số đó là kiểu double. Kiểu double x sẽ bằng scanner chấm, nếu bình thường
chúng ta sẽ net double. Đây là chuyện bình thường chúng ta hay làm. Chuyện cực kỳ bình thường, bởi vì x là double thì scan net double là điều hiển nhiên. Và list.h(x). Đó là điều hiển nhiên. Và code của chúng ta chỉ có vậy thôi. Nhưng tí nữa cái lệnh mà netline này nó sẽ bị trôi. À, nó sẽ bị trôi. À, chỗ này mình quên cái gì? Mình quên thông báo cho người ta là nhập vào một số mà mình đi chờ rồi, làm sao mà mình biết được, đúng không? Nhập vào một số 2 chấm. Nó chạy rồi mà mình có biết đâu. Rồi, ok, 6. Enter, thoát mất tiêu. Hiện tượng này chúng ta gọi là trôi lệnh. Đó, hiện tượng trôi lệnh. Và chúng ta xử lý trôi lệnh chỗ này bằng cách chúng ta sẽ scan net line. Đây là cách xử lý trôi lệnh thông thường. Thông thường. Run. Nhập vào một số 6. Enter. Có 2. Có 8. Có 5. Không. Thoát. Đó là thông thường, đúng không nào? Nếu như mình muốn xử lý chỗ này khác tí xíu thì cái double ít nó sẽ bằng double chấm bạc double scan chấm net line. Bạn muốn dùng cách nào cũng được. Bạn muốn dùng cách này cũng được. Bạn muốn dùng cách này cũng được. Một trong hai cách đều giống nhau. Alo. Run file. 5. Có 8. Có 2. Không. Rồi, như vậy là chúng ta đã nhập xong. Phần này nhập ha. Bây giờ xuất for double. Double D 2 chấm list. Và chúng ta sẽ xuất cái gì? X out. Chúng ta sẽ xuất ví dụ như là print D cộng với xịt T, ví dụ thế. Hồi nãy là print F đúng không? Bây giờ thầy đổi lại print. Rồi chạy. Năm. Có 3. Có 8. Có 2. Không. Và chúng ta đã nhập vào 5, 3, 8, 2. Và đây là code của chúng ta. Đây là code của mình. Trong đề, trong bài lab người ta hướng dẫn, người ta chuyển cái trả lời này nè,
đây là trả lời bằng scan net line. Thì nó cách chuyển cái trả lời scan net line vô đây. Và người ta không viết lệnh này. Và trên này đã không xài trả lời thì đây cũng không cần khai báo. Đó là hướng dẫn ở bên trong của lab. Người ta không dùng trả lời, không nhận biến trả lời ở đây mà người ta nhận trực tiếp scan net line equal so sánh luôn. Được không? Được không? Ok, ổn rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp lab bài viết chương trình thực hiện chức năng danh sách họ và tên. Xuất danh sách vừa nhập, xuất danh sách ngẫu nhiên, sắp xếp danh sách, tìm và xóa họ tên, nhập từ bàn phím. Như vậy ở trên là chúng ta đang sử dụng kiểu double. Ở dưới này người ta đang sử dụng họ tên là kiểu string. Thì nó có những vấn đề giống như double. Nhập và xuất giống nhau. Xuất ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái collection.shuffle để sắp xếp ngẫu nhiên một cái mảng. Sắp xếp giảm dần, sắp xếp tăng dần thì chúng ta dùng collection.sort, collection revert. Đó là những cái mà chúng ta sẽ kết hợp vào đây. Được chưa nào? Chúng ta kết hợp vào đây. Và chỗ này người ta sẽ có thực hiện chức năng. Vậy chúng ta thấy là các chức năng thì chúng ta sẽ hiểu đến việc chúng ta nên dùng cái gì? Nên dùng gì các bạn? CK. Nên dùng CK và tạo ra menu. Hoặc là các bạn cứ viết từng chức năng nhỏ. Được không? Hoặc là CK. Mình cứ viết từng chức năng đi ha. Rồi sau đó mình sẽ gom lại. Gom lại. Bởi vì tại chỗ này người ta có 6 là kết thúc nè. À, thì theo sơ đồ menu, mình có main, mình có menu, mình có hàm nhập, hàm xuất, hàm sắp xếp, hàm ngẫu nhiên, hàm xóa. Và dưới này sắp ngẫu nhiên là có shuffle, sắp xếp thì có sort, tạo ngược lại thì reverse, xóa thì remove. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ ở đây. Và chúng ta sẵn sàng qua bài 2 lab 5. Quay trở lại. Chúng ta có bài 2. Bài 2. Tất nhiên bài 2 chưa có nó sẽ lỗi. Và mình bấm vô đây. Nó tạo ra cho mình bài 2. Rồi, ok. Trong bài 2 này, mình sẽ có một cái gọi là menu. 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 Và mình cứ gọi menu trong bài 2 đi. Menu. Chấm phẩy. Và tất nhiên nó cũng lỗi. Đây, menu. Trong menu này, chúng ta sẽ sử dụng CK để viết một cái menu. Và menu của mình có chừng đây chức năng 1 đến 6. Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ để chúng ta chọn. Cái đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng CK nha các bạn.
thứ nhất, các bạn sẽ add out số 1, nhập họ và tên. Add out tiếp số 2. Add out control space tiếp. Ở nó sao mà nó không có copy được số 2. Rồi, ok. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Đối với lại phần menu này, chắc là các bạn đến đây thì không có vấn đề đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ hỏi thử là bạn chọn một chức năng. Như vậy quay trở lại, chúng ta muốn hỏi, tức là chúng ta nhập từ bàn phím. Muốn nhập từ bàn phím thì phải có scanner. Đấy, như vậy thì cứ thế thôi. Cứ thế mà làm. Được chưa nào? Và ở đây chúng ta sẽ nói là chọn chức năng từ 1 đến 6 hai chấm. Chọn chức năng từ 1 đến 6. Và mình sẽ có một cái biến in là chọn sẽ bằng scan chấm net in. Scan.net in. Và chúng ta sẽ sử dụng lệnh gì nào? CK. CK. CK cái gì? Chức năng. Nếu như chức năng bằng 1 thì làm gì? Chức năng bằng 1 thì gọi hàm nhập. Thì mình cứ gọi hàm nhập. Nhập, mở ngoặc, đóng ngoặc. Làm gì có hàm nhập mà gọi? Bấm vô đây, tạo hàm nhập. Đơn giản không? Ok, tí nữa mình sẽ viết sau nha. Chỗ này add out hàm nhập. Đây là bạn làm như là assignment 1 nè. Hàm nhập. Tương tự như vậy, các bạn sẽ có cây 2. Các bạn có cây 2, có cây 3, có cây 4, 5, 6. Chỗ này nó là 2. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ xóa cho nó lui lại. Và hàm chỗ này của chúng ta là 2 là gì? Xuất. Và tất nhiên xuất cũng không có. Re xuất tí nữa chúng ta sửa sau. Cây 3 chúng ta có gì? Sắp xếp. Và tất nhiên sắp xếp cũng không có. Re. Cây 4 chúng ta sẽ có ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cũng không có. Và cây 5.
cây năm của chúng ta. Xóa. Xóa cũng không có. Cây 6. Thoát. Thì chỗ này các bạn có thể dùng break để thoát, hoặc là bạn dùng system chấm exit, system chấm exit. Và đã là system chấm exit thì không cần cái lệnh này, bởi vì nó thoát mất tiêu rồi. Default, chúng ta sẽ thông báo bạn chọn chức năng 1 đến 6. Đó. Rồi, quay lại. Như vậy chúng ta đã có được menu. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái menu này trước, rồi chúng ta mới nói sau. Bài 1 không cần chạy nữa, chúng ta chạy bài 2. Bài 2 của chúng ta nó đã ra menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ giả sử chỗ này chúng ta chọn số 1, enter, hàm nhập. Được không? Chúng ta chọn số 2, chưa có viết chức năng cho hàm 2, cho nên nó lỗi. Như vậy chỗ này bài 2 hàm xuất. Giả sử chỗ này chúng ta viết code lại. Đây là hàm xuất. Thì khi chúng ta chạy số 2, nó nói là hàm xuất, nó không có lỗi. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ viết các hàm còn lại. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là có một cái mảng là họ tên, mảng họ tên. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn cái mảng đó mà nó được sử dụng trong hàm nhập, được sử dụng trong hàm xuất, được sử dụng trong sắp xếp, thì tất nhiên cái mảng đó nó phải nằm ngoài này, thì các cái hàm này nó mới xài được. Chứ nếu mà nó nằm trong một cái hàm nào đó thì những hàm này nó sẽ không thấy. Vậy chúng ta khai báo cái mảng đó ở phía bên ngoài này luôn, hàm chính luôn. ArrayList, mảng của chúng ta là string, và chúng ta để là danh sách họ tên bằng new ArrayList. Chỗ này string. Và cái danh sách họ tên của chúng ta đối với class lab 5 new, chúng ta gọi là biến toàn cục của class này. Vậy bây giờ cái danh sách họ tên này có thể xài ở bất kỳ cái hàm nào bên trong. Vậy chỗ này chúng ta sẽ viết hàm nhập cho cái danh sách đó. Và quay trở lại cái hàm nhập, chúng ta có thể sử dụng do while. Do while. Và các bạn chú ý giúp thầy, lúc nãy chúng ta sử dụng cái scanner ở đây. Chúng ta sử dụng cái scanner ở đây. Thì thay vì mình sử dụng scanner ở bất kỳ chỗ nào thì mình khai báo chỗ đó, bất tiện quá, mình khai báo cái scanner này ở ngoài này luôn, thử coi được không. Không báo lỗi gì. Ok, phía bên trong hàm này khỏi cần khai báo nữa. Thử xem sao. Được không ta?
Thấy không? Thấy có vấn đề không? Nó báo lỗi nha, do static nha. Đấy, cho nên có nhiều bạn thấy là có những cái toàn cục nhưng mà có những cái không xài toàn cục ở đây được nha. Như vậy thôi, chịu khó đi. Nếu như mà mình xài cái class mà nó không có static thì ok. Nhập. Và tương tự như vậy, mình sẽ có cái scan.netline.equal với lại có thì quay lại. Mình làm cái này quen rồi. S out. Bạn có tiếp tục không? Có xịt không? Chấm hỏi. Rồi. Bây giờ mình làm gì trong này? Thứ nhất, mình sẽ tí nữa nó sẽ lỗi ở chỗ list á, chỗ list họ tên, danh sách họ tên. Tí nữa chúng ta sẽ xử lý chỗ đó. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái add out yêu cầu người ta nhập họ tên, nhập họ tên. Và chúng ta sẽ có string họ tên bằng scan.netline. Rồi bây giờ add vào nè. Danh sách họ tên đâu? Danh sách họ tên chấm add vào họ tên chấm phẩy. Nó báo lỗi nè, nó báo lỗi đây là static ha. Đó, báo lỗi static, cho nên chỗ này nó sẽ báo lỗi đấy, không được. Vậy thì làm sao sử dụng được chỗ này? Rồi, ok, hết lỗi. Được chưa? Bởi vì chúng ta đang sử dụng ở đây là chung với cái thằng main. Chung với thằng main là static thì các cái phương thức ở dưới đều static hết. Chú ý chỗ đó. Mình có add danh sách họ tên và lặp lại. Bây giờ hàm xuất ha. Hàm xuất mình sẽ for string s 2. Danh sách họ tên s out họ tên s out cái s này ra, nhập và xuất. Nhưng mà cái menu của mình nó không lặp lại. Nó không lặp lại thì tí nữa nó sẽ bị out mất tiêu rồi. Mình nhập xong rồi mình đâu có xuất được. Thì chỗ này cái phần menu á các bạn phải lặp lại giúp thầy. Cái phần menu này nè. À, menu này phải lặp lại giúp thầy. Lặp lại bằng cách các bạn sẽ sử dụng while true và lặp lại cái menu này. Ok. Khi các bạn lặp lại menu thì nó sẽ lặp đi lặp lại, và đến khi cái số 6 thì nó sẽ tự thoát. Tại vì mình có cái exit của số 6. Cho nên đến lúc mình chọn 6 thì nó tự thoát. Thì chỗ này mình dùng while true ổn, không sao hết. Chạy thử ha.
nhập. Nguyễn An có tiếp tục không? Có. Bùi Thu có tiếp tục không? Có. Trần Hân không. Được chưa? Rồi, chú ý chỗ này. Mình sẽ chọn chức năng 2. Enter. Hàm xuất Nguyễn An, Bùi Thu, Trần Hân, mình đã xuất được danh sách. Chức năng 3, 4 là nó lỗi nha, mình chưa viết. Chọn chức năng 6. Thoát. Ổn chưa nào? Ô là nhập xuất. Rồi, biểu cảm lại giúp thầy nào. Nét chưa ổn thì chưa ổn, còn nét ổn thì cho thầy biểu cảm nào. Nhập xuất danh sách. Lại khóc. Ok. Các bạn cứ thoải mái nha. Cứ thoải mái. Vậy muốn thầy hỗ trợ lại phần nào? Nhập xuất của chúng ta với danh sách menu. Menu mình làm riêng và mình dùng while kiểu này cực kỳ hay. Vòng lặp while của mình làm riêng, mình gọi cái menu và lặp đi lặp lại cái menu này. Đến khi nào mà nhập số 6 thì nó tự động thoát. Rất hay. Và trong cái phần xuất này thì mình cứ theo đề, người ta cần gì mình xuất đó ra thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chọn chức năng thì mình dùng scan nhận chức năng vào. Shift key chức năng mình muốn nhập 1 thì gọi nhập, 2 thì gọi xuất, 3 thì sắp xếp, 4 thì ngẫu nhiên, 5 thì xóa. Rồi, nếu như mà các bạn chưa ổn thì chắc mình cũng cố gắng đi tiếp tí, rồi mình sẽ coi lại video thôi. Chứ thầy thấy đa số các bạn là ổn rồi. Cho nên mình sẽ đi tiếp cái phần sắp xếp, ngẫu nhiên và xóa. Như vậy sắp xếp thì khá là đơn giản. Các bạn sẽ sử dụng lệnh shuffle, collection shuffle là xong. Collection của chúng ta. Và các bạn chọn cái phương thức shuffle danh sách họ tên. Thế rồi, chỉ có thế. Đó là sắp xếp. Và quan trọng là người ta nói sắp xếp tăng hay giảm. Đó, sắp xếp shuffle tăng hay giảm. Vì giả sử chỗ này chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Chúng ta chức năng nhập. Chúng ta nhập vô chữ thôi để cho nó dễ thấy sắp xếp. D. E. Rồi, ok. Chúng ta xuất trước đi ha. Hai xuất. G, A, D, B, E. Câu số 3 là ngẫu nhiên. Câu số 3 là ngẫu nhiên. Chúng ta shuffle thì nó sẽ sắp lại bất kỳ cái này một cách ngẫu nhiên. Số 3. Và số 2 chúng ta xuất lại. Đó. Số 3 ngẫu nhiên. Số 2 xuất lại. DAB, GBD, BAE, nói chung là nó ngẫu nhiên. Và chúng ta viết tiếp chức năng là sắp xếp
Ủa, thầy bị nhầm rồi. Đây là short, short chứ. Thầy bị nhầm ha. Đây mới là shuffle nè. Sorry. Collection chấm shuffle. Rồi, đó là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, kênh là sắp xếp. À, sắp xếp và ngẫu nhiên. Hồi nãy thầy bị nhầm cái lệnh để thầy gọi. Rồi xóa luôn đi. Như vậy chỗ này người ta nói xóa là xóa theo cái gì? Xóa xem thử là có cái tên đó không. Tìm và xóa. Chỗ này xóa. Như vậy chỗ này chúng ta viết cái hàm xóa thôi, remove. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái SL tên muốn xóa. Tên muốn xóa. Tên muốn xóa. Và chúng ta sẽ có string tên bằng scan chấm netline chấm phẩy collection chấm remove. À, như vậy thì chúng ta sẽ remove, hay là bạn lấy cái danh sách đó bạn remove. Đây, list remove không phải collection remove. Chú ý chỗ này nha. Mình cứ đang là short rồi shuffle rồi revert, cái mình tự nhiên cái mình lấy collection remove mà kêu ủa sao nó không có. Được chưa? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là list remove, tức là danh sách họ tên chấm remove. Và ở đây chúng ta sẽ remove theo object, remove theo tên. Và chúng ta sẽ có hai trường hợp là cái tên này có tồn tại và không có tồn tại. Tên này có tồn tại và không có tồn tại. Và chú ý cái hàm remove này, phương thức remove nó trả về boolean. Nếu remove được thì nó là true. Còn nếu không remove được thì nó là false. Vậy chỗ này chúng ta sẽ if remove nếu được, chúng ta sẽ thông báo đã xóa tên, tên gì cộng với tên. Còn không không có tên trong danh sách. Đấy, mình có thể thông báo là không có tên trong danh sách. Rồi, chạy lại. Mình đã viết xong hàm xóa. Một, tạo A có H có E có G có B không, xuất danh sách A H E G B, sắp xếp, xuất danh sách sắp xếp. Phải không? Phải là sắp xếp. Sắp xếp, sắp xếp. Ok, chức năng 3. Chức năng 4, ngẫu nhiên. Mình có bị nhầm không ta? Mình bị nhầm đúng không? Đây nè, chức năng 3 là sức ngẫu nhiên. Chức năng 4 là sắp xếp. Mình bị nhầm chỗ này. Ok. Mình đảo lại.
chức năng 3, danh sách ngẫu nhiên. Hàng gì hồi nãy mình nhầm là đúng rồi. 3 là ngẫu nhiên, 4 là sắp xếp. Thấy nó ngờ ngợ đúng không? Rồi, ok. 3 là ngẫu nhiên, 4 là sắp xếp. Chức năng 1. G có, E có, H có, B không, không. Mình nhập số 2, xuất nhập số 4, sắp xếp. Sau đó nhập lại số 2, xuất ha, là B, E, G, H. Tăng dần, nhập số 3, ngẫu nhiên, nhập số 4, số 3 ngẫu nhiên, số 2 xuất, số 3 ngẫu nhiên, số 2 xuất. Bây giờ mình sẽ xuất số 6, mình sẽ xóa đi, số 5, xóa. Thì nó sẽ hỏi tên muốn xóa, mình nhập chữ A. Nó bảo là A không có trong danh sách. Mình nhập lại số 5. Mình xóa chữ H đi. Chữ H. Thì nó bảo là đã xóa tên H. Mình nhập số 2 để xuất lại xem. H biến mất. Mình nhập số 5 để xóa. Và mình xóa tên G. G đã xóa. Nhập số 2. G đã xóa. Nhập số 7. Nó nói là chọn chức năng từ 6 đến 7. Bạn phải chọn chức năng 1 đến 6. Và chọn lại. Được chưa? Và mình chọn số 6. Thoát. Như vậy mình đã viết xong bài 2 của lớp 5 với sử dụng menu vòng lặp. Đây là đến qua đến class rồi. Bài của hôm nay của chúng ta, nếu như mà các bạn nào kiến thức ổn thì thấy là ok. Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa ổn thì thấy hơi rối, hơi dài. Đúng không nào? Không biết là các bạn có mong muốn chia sẻ thầy hỗ trợ gì thêm, hay là như vậy là đủ rồi. Mình tạm thời ngắm cái đã rồi đi tiếp ha. Tùy, nếu các bạn muốn thầy chia sẻ gì thêm thì các bạn sẽ nhắn ở đây, còn nếu không thì chúng ta sẽ dừng để ngắm kiến thức rồi chúng ta đi tiếp. Ý kiến của các bạn thế nào? Hello, ý kiến của các bạn thế nào? Rồi các bạn nhớ điểm danh vào cái form điểm danh giúp thầy nhé. Các bạn nhớ điểm danh vào cái form này. Các bạn muốn chia sẻ gì thêm? Nếu không muốn chia sẻ gì thêm thì chúng ta sẽ cùng nhau chào tạm biệt với số 4. Và chúng ta sẽ gặp lại trong lớp và buổi tutor tiếp theo. Thì thầy sẽ công bố cái lịch tutor cho các bạn ở những buổi tiếp theo.
Alo, mọi người đâu rồi? Đây là bài code của mình nha. Alo, ổn không các bạn ơi? Đâu hết rồi? À, thầy chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Bye bye. Thầy sẽ gửi video. À, các bạn có thể lên cái kênh của thầy hoặc là các bạn join group đi, join group chung luôn đi. Để thầy gửi cái link video cho các bạn. Join group Zalo, nếu mà bạn nào của các lớp khác thì các bạn join cái group Zalo này để thầy gửi cái link video cho các bạn.